Cái này không biết rồi. Mua gì anh ơi? Ăn gì đấy? Kem. Kem. Ăn thử không? Ngon không? Ngon phết. Mua không? Mấy gái? Bao tiền? 4.000 một gái. Mua mấy gái đây. Tám nghìn hai cái nhá. Đó. Một cái cho vợ, một cái cho con. Ngoan phết. Bôi à? Em nhớ ra rồi. Ông này là người dân tộc. Ờ. Hôm trước em mới thông tin còn phải chỉ đường cho ông ấy đấy. Sao? Lạc đường loạn hết cả lên. Thế à? Ừ. À, này. Hay là vợ chồng mình đi xem có cần giúp cái gì không? Nhớ đâu lạc tìm đường tiếp thì chết. Ờ. Ông Chính ơi, cho ông Hà giúp anh chị nhá. Đâu? Một cái cho vợ, một cái cho con. Oh no. Mình bị ăn trộm kem rồi. Con đang làm gì đấy? Con có làm gì đâu ạ? Đưa cái đĩa đây. Đưa cái đĩa đây! Oh no! Dấu à? Đĩa gì đây? Đĩa học của con hả? Ừ. Cùng em học toán cô giáo Lê Na. Tên Tây quá. Dạ. Này, cái bản này là cái bản Full HD nhá. Vâng, bản đẹp đấy. Tiết sư mày! Mày định lừa ai chứ mày định lừa bố mày à? À? Thế cái đĩa này 100% là cái đĩa vớ vẩn nhá. Cái đĩa linh tinh nhá. Đâu? Chứ toán mày là tính cái gì? Duy! À, ngồi đấy, bố mày đi. Lừa mà. Mày lừa ai chứ mày lừa bố mày. Xem cô giáo đi nha nào. Lần thứ 3, người đó cũng lại bán 1/2 số cam. Lần thứ 3. Ui dồi ôi. Người đó là, đây là người học toán thật à? Vâng. Thế là mày không lừa bố anh? Vâng. Tiết sư mày. Ừ mà. Ngại chả. Nhà bà chị đẹp quá. Diện. Nói chung là diện. Hai bố con cứ từ từ xem. Hai bố con. Vợ chồng người ta đâu. Vợ chồng à? Ừ. Thế thì hai vợ chồng xem đi. Thì nói tóm lại ấy là nội thất bà chị diện đẹp. Chốt mua nhé. Thôi thế vợ ở đây mặc cả giá nhé. Chồng vào xem cái khu vệ sinh như thế nào. Ok chồng. Nhá. Tình cảm thế. Em ngồi đi.
tâm chưa? Ừ, nói chung là nhà chị nội thất ok, phong cảnh cũng đẹp đấy. Thế nhưng bà chị định bán bao nhiêu? Chị bán 4 triệu, à 4 tỷ, 4 tỷ thôi. Gì mà đắt thế? Đắt bình gì thường. Mà đắt? Ai bảo em là bình thường, em nhìn lại đi. Nhà chị trang hoàng lộng lẫy, nội thất tiện nghi, mà nhá, phong thủy đẹp. Bên cạnh còn có cả bãi tham ma đấy. Tiện cả đôi đường còn gì. Bãi tham ma phong thủy thế. Nhưng mà bớt cho em ít. Bớt là bớt thế nào? Không bớt được. Mà em nghe bà hàng xóm nhà chị nói nhà này có ma đấy. Cái gì? Trời ơi, em trẻ người non dại, em hay tin người quá ý. Cái con mụ đấy chuyên đưa chuyện thôi, đừng có mà tin. Bà ấy còn nói đặc biệt là khu bếp nhà chị có ma thật, cứ ném cái gì vào là nó ném trả lại luôn. Vớ bà vậy. Cô đứng dậy để tôi thử cho cô xem. Ma nào ma đây nè. Vớ bà vậy. Vệ sinh khai trang quá. Tốt chưa? Em chưa rồi. Mẹ. Cho nha. Bán cho người khác nha. Mấy nhà xinh đấy. Cho anh xin điện thoại nhá. Anh ra. Yêu nè. Đây làm người yêu anh nhá. Yêu với thằng bố mày. Đấy. Em, anh xin tự giới thiệu, anh là bố là cu Sơn Sùn Xịt đây. Bố anh. Cảm ơn em đã tin yêu anh nhá. Đi về. Ui, bố cảm ơn cu nhá. Alo. Anh đi à? Ừ, đang ở đâu? Anh vào đây đi, em nắng quá, em không đi nữa đâu. Không được. Xe của anh to lắm, ngõ nhà em thì bé, đón làm sao được. Vâng, thế thì anh chờ em một chút nha. Rồi, đúng 15 phút đấy. Dạ vâng. Anh, đi thôi anh. Em làm cái gì mà lâu thế à? Hẹn 15 phút mà bây giờ là 16 phút rồi đây này. Em chậm có 1 phút. Chậm 1 phút rồi xe nó chạy mất rồi. Nhưng mà không sao. Nhá, cứ 15 phút nữa xe lại quay lại nhá. Thì anh em mình cứ ngồi đây. Đây lúc mà anh thử anh quay lại anh nhìn một lần nữa này. Thì là mày đã ngợ ngợ rồi này. Đâu đâu này. Nhìn cái này. Về đây. Đấy bắt đầu ngợ ngợ nhá. Để anh ra khỏi cái là ấy luôn. Rồi đấy. Thôi chết rồi. Ngồi à? Không. Đây đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em nhớ ra rồi. Thì ông dân tộc này, hôm trước em với Dương Si còn chỉ đường cho ông ấy đấy. Lạc loạn cả lên. Ngon đâu? Ngon phết. Mua không? Bao tiền? 4.000 cái. Mấy cái? Tiền nó đưa cho mày thì đúng trước rồi. Chả biết. Thì ăn nó em à. Mua hàng anh ơi. Lạc. 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 Cái này không biết. Ngoan phết đấy. Ôi chết rồi. Ôi à. Em nhớ ra rồi. Ông này là người dân tộc. Hôm trước đi lạc đường loạn cả lên. Em với Trung Sĩ phải chỉ đường cho đấy. Thế ạ? Thế không phải người ở đây à? Vâng. Câu của em. Câu của anh ấy. Đưa nó cho nó à. Mua, mua, mua.
sướng thì có sướng, hạnh phúc cũng có. Nhưng mà